Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, lại sắp sửa cuối tuần nữa rồi. Các bạn biết không? Hôm nay đó, em nghe nói mấy con vịt cưa của em nuôi chỗ này đó các bạn, giờ nó đẹp, nó bự hơn em rồi. Hôm nay em phải ra em thăm nó. Ai mà đẹp hơn em là em ghét lắm. Bây giờ em đi thử nha. Nó lộ mấy chú vịt mà đẹp hơn em là em ghét lắm. Bây giờ em đi làm thăm mấy chú vịt của em nha. Chà, nhìn mấy con vịt nó dễ thương ghê chứ. Trời ơi, công nhận nó đẹp thiệt á nha. Đây, đừng có bay chỗ khác nha. Bắt cạn coi mấy con vịt đây nè. Thấy không? Sao chạy mất tiêu rồi. Đây nè, coi con vịt đang ăn nè. Trời ơi, nó đẹp thiệt đó nha. Trời đất ơi, phải xem thử coi có đạp cất vịt không nè. Cái này cũng không cần thiết. Các bạn và quý vị khán giả hôm nay có khỏe không? Cũng như lần đầu tiên em mà trời ơi chưa tháo khẩu trang nữa. Em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Tuy rằng em uống rồi nhưng mà em vẫn mời mời quý vị khán giả một miếng nha. Sáng sớm á, mình gặp nhau á, mình uống ly cà phê nó rất là ngon phải không? Đây nè, hớp nè, hớp nè, hớp nè, coi nè. Trời ơi nó đã. Ủa mà sao á, đã mà sao nhăn mặt dữ vậy trời. Đã quá. Ai giờ dây mấy con, em nghe người ta nói mấy con vịt giờ nó đẹp hơn em cho nên em chạy ra đem thăm thăm dò. Mà công nhận đẹp hơn thiệt, nhìn em nó xấu quắc à. Cái tướng á thì lùn, thân á thì mập, nhà thì nghèo. Trời ơi, nói về đẹp trai đó thì không bằng ai hết, xấu quắc, xấu hơn chung chung vô diệm nữa, bó tài. Không hiểu làm sao đó, người nào đẹp hơn là ghét. À nói vậy thôi. Hôm nay thì em có xem một cái đoạn clip ông Dũng Lò Voi đã công bố ra cái tin nhắn, cũng như tin nhắn qua lại cũng của giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên. Thì ông Dũng cũng có công bố hình như cách đây cũng mấy tiếng đồng hồ đó, nhưng mà em cho các bạn nghe trước nha, rồi em sẽ nói thêm về cái vấn đề này cho các bạn hiểu. Đâu rồi, bây giờ mình nói về ông Dũng Lò Voi trước đi ha. Bây giờ các bạn nghe, bây giờ các bạn nghe coi ông nói gì nha. Hôm nay tôi sẽ tiết lộ bí mật của Võ Hoàng Yên nhắn cho vợ tôi và vợ tôi nhắn cho Võ Hoàng Yên. Thì thật sự cái bí mật đó và tất cả tin nhắn đó tôi đang nắm trong tay. Và một ngày cần thiết chúng tôi cũng sẽ công bố là về kể cả chuyện tiền bạc và nhắn qua là như thế nào. Trên Viber và kể cả trên điện thoại và tất cả số điện thoại. Đó là một cái bí mật mà tôi đã làm từ lâu. Thì tôi cũng muốn gửi cho Võ Hoàng Yên để biết một cái sự thật. Dù sự thật đó như thế nào. Và một đến một cái ngày cần thiết, tôi sẽ mang cái đó ra trước cơ quan. Tức là ông Dũng Lò Voi này nói rằng á, là những cái tin nhắn mà tin tin mật chẳng hạn như về cái vụ tiền bạc gì đó thì ông ta sẽ công bố ra tòa nếu như cần thiết. Tức là nếu như cần thiết thôi nha các bạn. Thì để nghe lại nha. Em cho các bạn nghe lại cái khúc khúc này nha. Hôm nay tôi sẽ tiết lộ bí mật của Võ Hoàng Yên nhắn cho vợ tôi và vợ tôi nhắn cho Võ Hoàng Yên. Thì thật sự cái bí mật đó và tất cả tin nhắn đó
tôi đang nắm trong tay. Và một ngày cần thiết, chứng tỏ tôi cũng sẽ công bố là về kể cả chuyện tiền bạc và nhắn qua như thế nào, trên Viber và kể cả trên điện thoại và tất cả số điện thoại. Đó là một cái bí mật mà tôi đã làm từ lâu. À, các bạn nghe lại nha. Đây là cái bí mật mà ông Dũng Lò Vôi đã làm từ lâu. Các bạn nghe lại khúc này nha. Nghe ông Dũng nói lại nha. Trên Viber và kể cả trên điện thoại và tất cả số điện thoại. Đó là một cái bí mật mà tôi đã làm từ lâu. Tôi đã làm từ lâu. Tức là ông nói rằng cái tin nhắn đã qua lại và ông ta đã âm thầm làm cái chuyện này từ lâu. Từ lâu là từ bao lâu? Cái chuyện lùm xùm giữa ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng cũng như ông Dũng Lò Vôi thì mới xảy ra cách đây chừng 2-3 tháng. Vì bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên là lừa đảo. Nếu như mà cái tin nhắn này ông ta đã nói rằng là ông ta đã làm từ lâu. Cái từ lâu này, cái chữ từ lâu này là khoảng thời điểm bao lâu các bạn? Nếu như mà cái chữ từ lâu này có nghĩa là 1 năm, 2 năm về trước. Như vậy, đây có phải là sự sắp xếp hay không? À, cái này hay rồi nha. Tin nhắn đã giữ từ lâu. Tin nhắn, cái này là kế hoạch đã làm từ lâu. À, để nghe lại coi nha các bạn. Nghe lại nha. Tôi đã làm từ lâu. Ok. Thế nào? Trên Viber và kể cả trên điện thoại và tất cả số điện thoại. Đó là một cái bí mật mà tôi đã làm từ lâu. Đó là một cái bí mật tôi đã làm từ lâu. Nếu như mà cái chữ mà bí mật đã làm từ lâu này có khi nào là một cái âm mưu? À, các bạn thấy chưa? Cái này mình không biết rồi nha. Cái này là tự ông Dũng nói à, không biết ý nghĩa của ông nói là cái này bí mật này tôi đã làm từ lâu, ý nghĩa của ông là gì nha. Nhưng mà theo em nghĩ nếu như mà trên cái phương diện mà em nghe được đó là những cái tin nhắn này tôi đã bắt đầu làm từ lâu. Tức là mình đã gài thế rồi, mình đã lên kế hoạch rồi, cho nên mới là bí mật này tôi đã làm từ lâu. Các bạn thấy chưa? À, cái này thì hấp dẫn rồi nha. Thôi cái chuyện đó thì tính sao. À, thì ông Dũng cũng nói đó là có những cái tin nhắn mà về tiền bạc. Vì đó thì nếu như mà cần thiết khi mà ra tòa thì ông ta sẽ đưa cái tin nhắn của ông Võ Hoàng Yên và cũng như bà Nguyễn Phương Hằng ra tòa. Nếu như cần thiết thôi nha, còn không cần thiết thì không có đưa. Thì cái phần của ông Dũng Lò Vôi nói về cái tin nhắn bí mật đã được tôi làm từ lâu thì cái này nó đã ám chỉ lên một cái sự rất là to lớn. Nếu như các bạn suy nghĩ lại coi nó như thế nào nhé, các bạn suy nghĩ lại coi nó như thế nào nha, thì cái câu chuyện nó càng ngày nó càng hấp dẫn. Và cái này nó cũng hấp dẫn nữa nè các bạn. Thì vô tình em coi cái đoạn clip mà bà ta hát cái gì về Yên ơi, Yên ở nơi nào, cái gì đó, cái bài gì bà ca đó. Thì bà đó, có người hỏi bà bây giờ có người cái việc mà đầu tiên mà bà muốn là cái gì, bà nói là bà muốn bà Phương Hằng bà muốn gặp ông Yên. Thì Yên ơi anh ở nơi nào, Yên ơi Yên ở nơi nào, Yên nằm yên đó luôn. Nói vậy thôi. Thì các bạn nghe cái câu bà kế tiếp bà nói rằng là thôi bây giờ mình nghe trước đi nha, nghe cô Phương Hằng này nói làm sao đi nha. Các bạn nghe nhé. Mình em thôi quý vị ơi, em tiên chiến với hai tượng đài mà hai tượng đài này cũng không chịu ra nữa. Quý vị thấy em có tuyên chiến tới hai tượng đài mà hai tượng đài này không chịu ra. Như vậy tức là ai? Anh Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên chăng? Hai tượng đài này là ai vậy các bạn? Các bạn nghe lại nha. Coi bà Hằng nói hai tượng đài này là ai nha. Có mình bả mà tiên chiến tới hai tượng đài mà hai tượng đài này ý bả nói là ai? Ông Võ Hoàng Yên và anh Hoài Linh phải chăng? Bây giờ mình nghe kế tiếp nha. Quý vị
chứ. Quý vị thấy em đẹp là em vui liền đó quý vị. Em già mà em cũng còn ham đẹp lắm. Chị không đẹp nhưng mà ai đẹp hơn chị ghét lắm. Vậy thôi à, kỳ lắm. Các bạn nghe chưa? Tuy bà ta đã nói là bà ta đã già, nhưng mà ai đẹp, ai khen bà đẹp, ai khen bà Hằng đẹp thì bà khoái lắm. Như vậy tức là mình thích nghe những lời mà chim hót ngọt. Tức là có nhiều người người ta thích chơi mấy con chim á, nghe những con chim nó hót hay thì mình thấy mê. Cho nên bà cái lời nói này của bà Hằng á có thể nói lên rằng đó là bà ta thích người ta khen bà, khen bà ta chứ ai mà chê bà ta đánh phù mỏ đó nha, chứ đừng có giỡn à, đừng có chê nha, chê là bà đánh đó. Cái câu đó bà nói vậy đó, mà các bạn nghe lại nha. Một mình em thôi quý vị ơi, em tiên chiến với hai tượng đài mà hai tượng đài này cũng không chịu ra nữa. Quý vị thấy em có buồn không chứ? Các bạn hãy bình luận cho em biết hai tượng đài mà bà tiên chiến đó chính là ai, có phải là anh Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên hay không nha. Chị thấy em đẹp là em vui liền đó quý vị. Em già mà em cũng còn ham đẹp lắm. Không, ai khen bà ta đẹp thì bà ta vui lắm, bà ta mừng lắm. Chị không đẹp nhưng mà ai đẹp hơn chị ghét lắm. Vậy thôi à, kỳ lắm. Một mình em thôi quý vị. Đó, thì bà ta nói rằng đó là ủa hôm nay quét đường. Ok, khi nào xe chở tới mình chạy chỗ khác thôi bị phạt. Xe quét đường ở bên kia kìa. Thì bà Hằng bà ta bả nói rằng đó là ai mà đẹp hơn thì bà ta rất là ghét. Như vậy có nghĩa là có người ta có câu như gì nè. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chém. Phải không các bạn? À, nó có cái có những cái phim Tàu nó có mấy cái câu hay lắm mà em quên rồi. Cái gì mà à, bỏ đi, khi nào em nhớ em sẽ nói. Thì cái câu này đó bà ta rất tuy rằng bà ta nói là bà ta không đẹp, nhưng ai đẹp hơn bà ta tức là bà ta sẽ ghét người đó, ghét những người nào đẹp hơn bà ta. Thì cô Phương Hằng này năm nay khoảng đâu 50 tuổi, so sánh với cái nhan sắc mà đối với một người phụ nữ 50 tuổi như vậy là cũng là đẹp rồi đó các bạn. Nhưng mà mình đẹp thì có người đẹp hơn. Chẳng hạn như em nè, em đi so sánh với mấy con vịt, trời ơi mấy con vịt nó còn đẹp hơn em nữa kìa, các bạn thấy không? Không lẽ giờ em đi ghét mấy con vịt, trời ơi. Để nhìn kỹ coi, ừ xấu thiệt, xấu quắc luôn. Ờ, em nói em xấu nha, chứ không phải nói bà Hằng nha. À, xấu quắc luôn, thua mấy con vịt nữa. Cái gì, cái tướng nè, tướng thì mập, nhà thì nghèo, tiền thì không có. Thấy chưa? Bởi vì mấy con vịt này nó sung sướng lắm. Nó ngồi đây nó ăn no xong nó ngồi nó mập. Nó mập ú rồi nó đẹp hơn em tức lắm á. Mốt qua không giờ cho nó ăn nữa. À bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của bà Phương Hằng đi. Ai đẹp hơn em thì em tức lắm, em không thích. Như vậy nói về cái câu chuyện mà gã tình, theo cái tin đồn đi nha. Cái tin đồn mà em nghe được đó trên mạng đó là hồi xưa là lúc trước á là bà Hằng, cái này tin đồn nha, cái này tin đồn nha, tin đồn chứ không phải em nói nha, là hồi xưa, không phải hồi xưa mà lúc trước bà Hằng thì cái chuyện mà gã tình của bà Hằng và ông Võ Hoàng Yên này thì người ta đồn rằng đó là bà Hằng là yêu ông Võ Hoàng Yên, thì ông Võ Hoàng Yên không trả đáp lại cho bà Hằng bà ghét. Cái đó có phải sự thật là như vậy không các bạn? Cái này tin đồn nha. Giống như bà Hằng vẫn nằm mơ cái bức thơ mà Thu Phương mà viết cho bà, gửi cho ông Dũng Đen gì đó các bạn. Cái này em nghe lờ đồn nha. Lờ đồn là vậy đó nha. Cái chuyện gã tình là lờ đồn nha. À, thực sự ra nếu như cái câu nói đó là ai đẹp hơn em thì em sẽ ghét người đó. Như vậy nếu như không ai thương em thì em chém người đó. Phải không? Chắc vậy quá. Anh á, không yêu em á, em đem xử. Cái này lờ đồn thôi nha. À... còn gì nữa nè, nếu như mà thực sự ra cái câu nói này mà từ từ tâm thật lòng của bà Hằng á thì sao các bạn? Tại vì khi mà mình nói những cái lời đó mà trước công chúng, thí dụ như bây giờ bà Hằng nói cái câu mà ai đẹp hơn tôi á, tôi ghét lắm, nhưng mình nói cái đó mà khi mà mình lên sân khấu mình diễn kịch hay là mình đóng một cái bài kịch diễn kịch chung với một người bạn diễn của mình thì mình nói đó, trời ơi mày đẹp hơn tao, tao ghét mày lắm nha, đừng đẹp hơn tao à, cái đó thì nói chơi thì được. Nhưng khi mà mình đã đi lên cái cộng đồng
biết bao nhiêu cái máy quay phim quay mình mà mình nói như vậy đó thì nó hơn sao sao đó. Coi như là cái tánh của bà ta đó, theo em quan sát đó, là cái tánh của bà ta thích những người khen bà ta hơn là chê. Ai chê bà ta là bà ta chửi á nha, chứ đừng có giỡn à. Cũng may hồi nãy em khen bà ta đẹp, so với cái tuổi 50 như vậy là đẹp rồi, đẹp hơn vợ của ông gì đó. Chết cha, xe quát đường nó vô tớ rồi, bây giờ phải chạy thôi, không thôi tí nó phạt đó. Nó đang chạy vô này các bạn, cái này á nó phạt mình đó mấy chục lần, cho nên bây giờ là phải bắt buộc phải đi đó. Nó chạy ngang qua đó các bạn thấy không, để coi coi nó có hoành lại không. Cái này á mà nó hoành lại là mình phải đi thôi. À, các bạn cũng thấy đó, khi nào nó hoành lại em chạy. Thì cái câu nói mà ai đẹp hơn tôi á là tôi ghét á, thì cái đó là coi như là nói lên một con người. Nếu như mà cái câu nói đó mà cái câu nói thật từ trong tâm của bà Hằng nói ra đó thì thực sự bà Hằng thích những cái lời ngọt. À, không lẽ cái sự mà gạ tình là có thật hay sao ta, cái lời đồn là có thật hay sao? Thôi bây giờ đi, em không nói nữa. À, tí nữa cái xe tới nó phạt em, thấy bà em luôn. 60 đô đó các bạn, em không có tiền trả đâu, nó phạt em là em không có tiền đóng đâu. Thôi bây giờ nè, trước khi em chấm dứt á, các bạn cho em bình luận cho em biết nha, coi em các bạn có muốn em. Có một số khán giả đó là yêu cầu em đừng có nói về cái vấn đề của bà Hằng, đừng có đi vào cái đề tài này. Thì em muốn hỏi ý kiến của quý vị khán giả đó là có muốn em theo cái vụ này của bà Hằng và ông Võ Hoàng Yên hay không. Thì nếu như các bạn muốn em theo cái vụ này đó thì em sẽ bỏ thời gian ra, em sẽ tìm hiểu về những cái video clip và những cái quá khứ của hai đôi bên, coi nó như thế nào, và lúc đó sẽ phân tích cho các bạn nghe hiểu thêm coi sự thật nó như thế nào. Thì các bạn muốn em làm về cái đề tài này thì các bạn hãy bình luận cho em biết nha. Thôi bây giờ em đi luôn, không thôi tí nó xe nó hoành lại á, em tốn 60 đô, em không có tiền em trả đâu, em nghèo lắm. Đang không uống cà phê đó, là không dám ra tiệm uống nữa nè các bạn, lâu lâu mới dám ra chui ra cái mặt coi ra ngoài tiệm một lần thôi, uống cà phê này cho nó rẻ mà nó ngon. Rồi em xin chấm dứt cái video tại đây nha, các bạn hãy bình luận cho em biết nha, có muốn em theo sát cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên này hay không. Thì nếu như muốn em theo thì em sẽ tìm hiểu về nhiều hơn coi nó như thế nào. Thì giống như hồi nãy giờ em phân tích các bạn nghe cũng sơ sơ, các bạn cũng đủ hiểu rồi. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha, và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, và nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn nha. Bye bye.